Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 8 tháng 1. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban tổ chức tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tình hình chuyển đổi cây trồng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cử. Huyện Văn Lâm đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Năm 2018, các tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng dư nợ đạt trên 56.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy các cấp và hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra trong năm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Trong đó, điểm nổi bật là tham mưu ban hành cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Đặc biệt là công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng đang được toàn đảng thực hiện, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh. Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng đảng còn giúp cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch, sắp xếp cán bộ theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo đúng người, đúng việc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương những kết quả của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã hoàn thành trong năm 2018. Kết quả này có tác động trực tiếp, góp phần vào những thành tựu chung nổi bật trên các mặt kinh tế xã hội mà tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ là gốc của mọi việc, là công tác liên quan đến con người, đến đồng chí, đồng nghiệp. Vì vậy công tác thực hiện phải công khai, dân chủ, chọn đúng người có tài, có đức để quy hoạch, đưa vào những vị trí lãnh đạo. Ngành tổ chức xây dựng đảng phải tham mưu, tìm biện pháp triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 bằng nỗ lực quyết tâm cao nhất. Trong đó đi sâu và sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn hiệu quả, ra soát, đánh giá công tác quy hoạch cán bộ chuẩn bị đại hội sắp tới. Trong thực hiện, phải đề ra thời gian, thời điểm hoàn thành cho từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, cũng như có các hướng dẫn tới cơ sở để triển khai đúng quy định của pháp luật. Đối với ngành tổ chức cấp huyện, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ từ huyện đến xã phải đảm bảo chặt chẽ, quan tâm đến việc điều chỉnh bổ sung quy chế theo khung quy chế của Trung ương. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban tổ chức Trung ương cho một số cá nhân tiêu biểu. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng tại xã Tam Đa, Minh Tiến, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tống Chân của huyện Phù Cử. Theo báo cáo của xã Tam Đa, đến nay toàn xã có trên 240 ha đất chuyển đổi với các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như cam đường canh, cam bố hạ, bưởi diễn, vải lai u. Trong đó nhiều loại cây cho giá trị canh tác từ 600 triệu đến gần 1 tỷ đồng một ha, như trồng cam đường canh, cam bố hạ. Đặc biệt ở xã Tam Đa, khi nhân dân chuyển đổi từ cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, thì chính quyền đã có biên bản cam kết đến từng hộ dân là không xây lều lán, không phá vỡ mặt bằng và đảm bảo an ninh trật tự để người dân rất tin tưởng không xây dựng nhà ở, nhà tạm trên đất chuyển đổi. Hiện nay, xã Minh Tiến có trên 160 ha đất chuyển đổi, chủ yếu là cây vải, trong đó nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Đối với xã Tông Chân, đến hết năm 2018, toàn xã đã cấp được trên 2.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở khu dân cư, đạt tỷ lệ trên 95%, cấp được gần 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 92%. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại hai xã Tam Đa, Minh Tiến, góp phần nâng cao giá trị canh tác của tỉnh lên 192 triệu đồng một hectare trên năm. Đồng chí đề nghị
Trong thời gian tới, hai xã Tam Đa, Minh Tiến cần tiếp tục vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng quy hoạch. Trong đó, chú trọng phát triển các loại cây con cho giá trị kinh tế cao với các mô hình sản xuất thực phẩm sạch theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung một vùng, một giống. Tỉnh đã xác định các cây con chủ lực, vì vậy các địa phương căn cứ từng vùng để chuyển đổi phù hợp với trình độ thâm canh, điều kiện tự nhiên, thị trường. Việc sản xuất cần theo đúng quy trình, kỹ thuật để bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Huyện Phù Cừ cần phối hợp với các sở ngành chức năng để mạnh tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Riêng đối với xã Tam Đa, hiện nay nhiều diện tích trồng cam trên địa bàn đã bước vào giai đoạn thu hoạch. Chính quyền xã cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm bắt đúng thời điểm thu hoạch để đạt năng suất, chất lượng tốt nhất, phối hợp với ngành chức năng mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân. Tại xã Tống Chân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã, đồng thời đề nghị xã chia sẻ kinh nghiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các huyện thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong công tác xử lý vi phạm đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đột phá ở Tống Chân đây là cấp giấy là cái gì? Thứ nhất là cấp giấy là phải người dân kê khai. Nhưng mà cả tỉnh này tôi nói các anh, ai dân đi kê khai? Anh mặc kệ dân có đến kê khai không là do dân. Nhưng đấy Tống Chân của tôi là gì? Tôi vạch lịch tháng ngày đến địa điểm ông A, B này, ở thôn này, ở xóm này, xã thôn tôi đến để các ông bà kê khai. Tức là phải hướng dẫn và phải chỉ định người ta đến kê khai, chứ không phải để dân người ta tự giác lên kia khai, tự giác khác. Đây là gần như là phải bắt buộc. Và đây nói cũng là đây là lãnh đạo xã đến phục vụ dân, chuyển cái cơ chế là thủ tướng chỉ đạo điều hành sang phục vụ. Phục vụ bây giờ tôi phải đến ngày này, em đến phục vụ các bác đây để đăng ký kê khai cấp giấy, mời các bác đến. Đến rồi thì đấy là kê khai đất cho bà đây, các bác đây. Em đến từng, thậm chí đến từng nhà. Đấy là cái câu chuyện là chuyển từ điều hành chỉ đạo sang phục vụ và đồng hành là ở chỗ Tống Chân cánh làm được. Cán bộ từ chuyên môn đến lãnh đạo phân công trách nhiệm đến từng thôn xóm, đến từng gia đình để chủ động để vận động đôn đốc bà con nhân dân kê khai để cấp giấy, đối chiếu số liệu, rà soát số liệu, xác định rõ nguồn gốc đất đai. Từ kinh nghiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Tống Chân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm cần thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu huyện Phù Cừ và các địa phương cần phải có giải pháp bứt phá để 3 xã của huyện Phù Cừ và 25 xã của các địa phương khác trong tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, trong đó tập trung thao gỡ các khó khăn, các tiêu chí còn thiếu ở các địa phương để mạnh xử lý đấu giá đất, xử lý đất dôi dư và đặc biệt giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội để đôn đốc, hướng dẫn, giúp các địa phương hoàn thành. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2018, qua công tác tuyên truyền vận động, người dân trên địa bàn tỉnh đã tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng trên 100 kg pháo các loại, 25 súng tự chế, 7 dao, phớ tự chế, 6 quả đạn pháo, trên 12.000 kg đầu đạn các loại. Công an tỉnh cũng đã phát hiện bắt giữ 18 vụ, 18 đối tượng, thu 1 súng AK, 3 súng săn, 4 súng tự chế, 100 bình xịt hơi cay, 133 viên đạn các loại. Đã khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 16 đối tượng với tổng số tiền 144 triệu đồng. Đồng thời phát hiện xử lý 32 vụ, 42 đối tượng vi phạm về quản lý sử dụng pháo, thu gần 362 kg pháo các loại. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu thời gian tới, các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho người dân và cán bộ công chức viên chức, người lao động ký cam kết không sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, đặc biệt là khu vực bến xe, kho tàng, cửa hàng,
những phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018. Trên địa bàn tỉnh có 23 tổ chức tín dụng và 65 quỹ tín dụng. Năm 2018, các đơn vị này đã huy động được trên 63.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Để đạt kết quả trên là nhờ các đơn vị đẩy mạnh đa dạng hình thức huy động vốn, tăng cường huy động vốn trung hạn dài hạn, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ. Các tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng cho vay trên 56.000 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm 45% tổng dư nợ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 23,7% tổng dư nợ. Nợ xấu trên 1.300 tỷ đồng chiếm 2,3%, trong năm đã xử lý 1.200 tỷ đồng nợ xấu. Năm 2019, ngành ngân hàng tỉnh nâng cao chất lượng công tác thống kê, dự báo tiền tệ, tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, đảm bảo hệ thống ngân hàng trên địa bàn hoạt động an toàn hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn cho vay nền kinh tế, đi đôi với an toàn hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cho vay theo các chương trình, mục tiêu phát triển của Trung ương và của tỉnh, phục vụ tốt phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện Mỹ Hào đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với trên 99,6% hồ sơ được giải quyết. Trong năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông của huyện đã xử lý giải quyết 1.786 trên 1.793 bộ hồ sơ tiếp nhận, đạt 99,6%. Trong đó, trên 97% số hồ sơ được trả đúng hạn. Để có được kết quả này, ngoài việc nắm chắc chuyên môn của các chuyên viên thực thi nhiệm vụ thuộc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện, còn là sự kết hợp khoa học giữa các bộ phận liên quan trong tham mưu đề xuất hướng giải quyết, xử lý nhanh công việc, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm tăng trưởng và phát triển ổn định, một số ngành lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch của năm, đặc biệt là những thành tựu về thu hút đầu tư, phát triển đô thị, cải cách thủ tục hành chính và phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Lâm ước đạt gần 1.567 tỷ đồng, vượt trên 110% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng trên năm. Văn Lâm đã tiếp nhận 34 dự án và đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, khả năng đem lại doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Năm 2018, Văn Lâm tiếp tục là huyện đi đầu về cải cách thủ tục hành chính. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, tổng thể, toàn diện nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Văn Lâm đã đánh giá đúng thực trạng ở nông thôn, tìm ra tiềm năng, lợi thế, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương. Đến nay, huyện Văn Lâm có 10 trên 10 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu vực đô thị loại 5. Đáng chú ý, huyện Văn Lâm đã huy động được gần 1.240 tỷ đồng từ nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Nhân dân xã Đình Dù cũng tập trung cao độ cho việc tiếp tục đẩy mạnh cái việc nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay thì cái đời sống của nhân dân là ngày một được nâng cao. Trong năm 2018 thì xã Việt Hưng đã huy động mọi nguồn lực rồi là xây dựng các cái đề án về phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những các cây giá trị kinh tế cao vào đồng ruộng để sản xuất như một số các cây dược liệu như cây đinh năng để tăng thu nhập cho người dân. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Văn Lâm đóng vai trò then chốt cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Năm 2019, huyện Văn Lâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung đột phá về cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường và công tác quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, phấn đấu trong quý 2 hoàn thiện hồ sơ để được công nhận huyện nông thôn mới.
Trên cơ sở những cái thành tựu, thành tích đạt được của 2018 tạo đà cho cái việc 2019 thì chúng tôi cũng đã thống nhất trong lãnh đạo huyện là sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ chủ yếu sau. Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh ủy rồi thì ủy ban tỉnh đã giao. Trong đó thì có cái nhiệm vụ về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thì có tăng hơn so với năm 2018 khoảng 22%. Cái nhiệm vụ thứ hai đấy là cái việc mà huyện nông thôn mới thì cố gắng, bây giờ cái tiêu chí cứng thì đủ rồi thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là lập hồ sơ rồi sẽ trình để làm sao được công nhận là huyện nông thôn mới. Với sự chủ động sáng tạo, chọn hướng đi đúng, kết hợp với giải pháp cụ thể, Văn Lâm sẽ còn tạo thêm nhiều thế và lực mới, góp phần tạo dựng mảnh đất ven đô ngày càng phát triển. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm vụ đông xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng từ nay đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2019. Theo đó, đối với cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, ngoài phát cang cây cỏ, thu gom phân xác, nâng cao mức độ an toàn sinh học, mỗi chuồng trại cần tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại và vùng phụ cận mỗi tuần một lần. Khu vực giết mổ gia súc gia cầm, các ổ dịch cũ nơi có nguy cơ cao tổ chức phun khử trùng 1 đến 2 lần một tuần. Trong quá trình thực hiện, trang trại chăn nuôi sản xuất tập trung chủ động lo vật tư kinh phí và triển khai vệ sinh khử trùng theo hướng dẫn giám sát của cán bộ thú y các huyện, thành phố trích kinh phí mua hóa chất khử trùng. Việc phun thuốc chỉ được thực hiện sau khi tiến hành vệ sinh cơ giới. Trước thông tin dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc đang phát sinh và lây lan ở nhiều tỉnh thành. Để ngăn chặn dịch bệnh vào địa bàn, Trạm Thú Y thành phố Hưng Yên đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Thành phố Hưng Yên có tổng số trên 30.000 con lợn và trên 9.000 con trâu bò, tập trung nhiều tại xã Phú Cường, Hùng Cường, Trung Nghĩa. Để bảo vệ đàn vật nuôi trước diễn biến phức tạp của dịch lở mồm long móng, bên cạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi an toàn sinh học, bổ sung dinh dưỡng cho đàn vật nuôi, hiện thành phố Hưng Yên đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng cho trên 360.000 m2 chuồng trại, khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh và các ổ dịch cũ. Diện tích chuồng trại còn lại thành phố đang tiếp tục triển khai phun phòng xong trước ngày 20 tháng 1 tới. Được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Tiên Lữ đã phát triển mô hình dưa lưới vào thâm canh và cho hiệu quả cao. Với diện tích 1.000 m2 nhà lưới, được tỉnh hỗ trợ 30% trị giá tương đương với 200 triệu đồng và 15 triệu đồng tiền giống vật tư, mô hình đã được thực hiện tại xã Thiện Phiến, trồng 2.200 cây trên giá thể giống TL3 ruột vàng, giòn, thời gian sinh trưởng 70 ngày, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Xtend. Khi thu hoạch, sản lượng đạt 2,2 tấn với giá bán 35.000 đồng một kg và được doanh nghiệp ở Hà Nội bao tiêu sản phẩm, trừ chi phí giống đầu tư nhà lưới, phân bón ở vụ đầu cho thu lãi 30 triệu đồng. Trung bình một năm sẽ sản xuất được từ 3 đến 4 vụ và cho lãi từ 300 đến 350 triệu đồng một hecta. Nhà lưới có thể khai thác được nhiều năm, không chỉ cho dưa mà còn rau màu các loại. Thực tế, sản xuất cho thấy tuy mới là vụ đầu tiên nhưng người dân đã áp dụng khá tốt quy trình kỹ thuật trong sản xuất. Huyện Tiên Lữ đang khuyến khích để các hộ dân có điều kiện học tập nhân rộng, mở ra hướng đi mới cho nền sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Thưa quý vị và bà con, do nhiệt độ xuống thấp nên hầu hết các loại thức ăn thô, tươi như cỏ, các loại rau xanh sinh trưởng chậm. Các hộ chăn nuôi thường gặp khó khăn về thức ăn cho trâu bò vào mùa đông. Để đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho vật nuôi, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ta đã áp dụng các biện pháp ủ chua thức ăn cho bò. Việc ủ chua thức ăn giúp người chăn nuôi khắc phục được tình trạng thiếu thức ăn thô trong thời kỳ rét lạnh, tạo nguồn thức ăn ổn định quanh năm. Khi ủ chua, thức ăn được bảo quản lâu dài, chất dinh dưỡng bị tổn thất ít, thức ăn lại có thêm những tinh chất mới như mùi thơm, vị chua nhẹ, xen lẫn vị ngọt, hấp dẫn vật nuôi ăn nhiều hơn. Để thức ăn ủ chua đạt chất lượng tốt nhất, các hộ cần chuẩn bị kỹ nguồn nguyên liệu. Biện pháp ủ chua thức ăn
Thì cái nguyên liệu thì có thể là các loại thức ăn thô xanh, ví dụ như là cây ngô, là cây cỏ trồng như cỏ voi. Cái cỏ là phải phơi tái, cái độ ẩm của nó khoảng tầm 65-70%. Các cái nguyên liệu khác thì gồm có muối, thì cái tỷ lệ là muối ăn ấy, tỷ lệ nó khoảng tầm 5/1000, và người ta sử dụng thêm cái đường, tỷ lệ khoảng tầm 1/2/1000. Đấy, hai cái muối và cái đường người ta trộn lẫn với nhau. Đấy, ngoài ra là để muốn đảm bảo cho cái việc mà khi ủ nó có hiệu quả hơn ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái túi ni lông. Nguyên liệu trước khi ủ phải tươi, sạch, chặt hay cắt nhỏ thành những đoạn kích thước khoảng 10cm để có thể nén chặt trong quá trình ủ và thuận tiện cho gia súc ăn sau này. Ủ trong thời gian khoảng 7 tuần. Đấy, thì do cái nhiệt độ của môi trường thì có thể là thường thường là 7 tuần. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy được thức ăn ra cho ăn. Và khi lấy thức ăn thì chúng ta chú ý là chúng ta phải sau khi lấy lượng thức ăn đủ cho bò ăn trong cái bữa đấy thì chúng ta phải để bậy kín lại ngay để tránh các cái không khí và để đảm bảo cho cái việc mà thức ăn được đảm bảo hoàn tốt. Khi cho ăn, lưu ý gia súc ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không để thừa. Thời gian ăn một bể liên tục từ 15 đến 20 ngày là vừa, vì để lâu trong điều kiện tiếp xúc với không khí, chất lượng thức ăn sẽ kém đi. Lúc đầu có thể trâu bò ăn chưa quen, cho ăn ít rồi tăng dần lượng, đến khi ăn quen trâu bò sẽ rất thích loại thức ăn này, có khi lượng ăn đạt từ 5 đến 7 kg thức ăn ủ chua trên kg thể trọng.